Có lẽ trong thời gian gần đây, cách mạng màu đang là một từ khóa rất hot đối với những người thường xuyên theo dõi chính trị thế giới. Để giải thích một cách dễ hiểu, đó là thuật ngữ chỉ các cuộc bạo lực chính trị có tổ chức, chính biến phi vũ trang ở quốc gia có chủ quyền nhằm lật đổ nhà nước đương nhiệm, gây ra khủng hoảng chính trị bằng phương thức bất bạo động, có sự kết hợp giữa những kẻ chủ mưu trong nước và thế lực bên ngoài thông qua cái gọi là dương cao ngọn cờ dân chủ, lôi kéo người dân tuần hành, biểu tình, bạo loạn lật đổ. Ở một số nơi diễn ra cách mạng màu trên thế giới, chính phủ thân Mỹ và phương Tây được hứa hẹn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho người dân, nhưng thực chất là sự bất ổn, bạo động, mất kiểm soát. Đời sống người dân rơi vào tình thế ly tán và chê chóc. Hiện nay, đối tượng của cách mạng màu còn trở nên đa dạng hơn nhiều. Nếu như trước đây đối tượng nhắm đến là các quốc gia theo chế độ xã hội chủ nghĩa đối lập hẳn với họ, thì hiện nay cách mạng màu còn diễn ra ở các nước có chế độ đa nguyên đa đảng với mục tiêu phá hoại nền độc lập của các quốc gia, lập ra đảng phái chính trị đi theo quỹ đạo do Mỹ và phương Tây định đoạt. Từ việc thay đổi đối tượng nên trong những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, thế giới chứng kiến hàng loạt cuộc cách mạng màu nổ ra ở các nước có thể chế chính trị đa nguyên, đa đảng thuộc Trung Đông và Bắc Phi hay khu vực Đông Âu là Georgia và Ukraine, dẫn đến các quốc gia đó rơi vào tình trạng bất ổn chính trị và hệ quả của nó vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Trong bối cảnh của cuộc cách mạng này, sinh viên đóng vai trò rất quan trọng. Họ trở thành những nhân tố chủ chốt trong quá trình hình thành và phát triển của các phong trào này. Điều này xuất phát từ một số yếu tố cơ bản, bao gồm tư duy mới mẻ, trẻ trung, cùng khả năng kết nối và tinh thần đổi mới. Song chính những điều đó mới khiến cho tầng lớp học sinh sinh viên mới dễ bị kích động, dụ dỗ, lôi kéo để trở thành quân bài chính trị cho những thế lực bên ngoài tạo nên các cuộc cách mạng phi vũ trang này. Trước hết, sinh viên là đối tượng dễ bị kích động và lôi kéo nhất, với đặc điểm là tuổi trẻ, ít kinh nghiệm sống và thường không hiểu rõ hết mọi khía cạnh của các vấn đề chính trị phức tạp. Họ dễ dàng trở thành mục tiêu của các nhóm lợi ích có mục đích riêng. Không dễ để những cô cậu mới chỉ 18-20 có được sự hiểu biết đúng đắn, xem xét kỹ càng mặt lợi và hại của một vấn đề mang tính nghiêm trọng như chính trị. Điều đó khiến cho những thế lực bên ngoài thường sử dụng các hình ảnh và thông điệp hấp dẫn, thổi phồng các bất công xã hội hoặc những thay đổi chính trị để kích động tinh thần phản kháng của sinh viên. Một trong những vấn đề thường được sử dụng nhất và có hiệu quả đó chính là về nhân quyền. Họ biết rằng sinh viên với nhiệt huyết và sự thiếu chín chắn có thể dễ dàng bị lôi cuốn vào các hoạt động chống đối mà không thực sự hiểu rõ hậu quả lâu dài. Thứ hai, như đã nói ở trên, sinh viên là nhóm đối tượng dễ dàng lôi kéo nhất và còn quá ít kinh nghiệm để nhìn nhận vấn đề, vậy nên họ cũng rất dễ dàng bị thao túng. Trong phần lớn các trường hợp, những phong trào cách mạng màu không tự phát mà được hỗ trợ tài chính và chiến lược từ bên ngoài. Sinh viên thường không nhận thức được rằng họ đang bị lợi dụng như những con cờ trong một trò chơi chính trị rộng lớn, một trò chơi mà kết quả có thể không mang lại lợi ích cho họ hoặc cho đất nước của họ. Thay vì trở thành những nhà cách mạng thực sự, họ có thể chỉ đơn giản là những người thực hiện những kế hoạch được vạch sẵn bởi các thế lực khác. Hơn nữa, sinh viên thường thiếu khả năng đánh giá tình hình và đối mặt với hậu quả của những hành động của mình. Các phong trào cách mạng màu thường dẫn đến sự bất ổn và hỗn loạn với những hậu quả không lường trước được cho xã hội, từ khủng hoảng kinh tế, bất ổn chính trị đến xung đột xã hội. Tuy nhiên, sinh viên với nhiệt huyết thay đổi và tư duy đơn giản thường không đủ khả năng để đánh giá những rủi ro này. Họ có thể bị lôi kéo vào các hành động bạo lực hoặc phi pháp mà không lường trước được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra trong chính bản thân mình và cho toàn xã hội. Hãy cứ nhìn sang nhóm sinh viên tại Bangladesh vừa qua mà xem. Họ đã rất tích cực để tạo nên sự đổi mới, lật đổ Thủ tướng Hasina, nhưng rồi sau khi hoàn thành cách mạng, họ chẳng biết phải làm gì nữa cả. Thứ ba, khả năng kết nối của sinh viên là một yếu tố quan trọng khác. Với môi trường học tập, tập trung, sinh viên dễ dàng xây dựng và duy trì các mạng lưới xã hội rộng lớn, bao gồm bạn bè, đồng nghiệp và thậm chí là cả giáo viên. Những mạng lưới này trở thành nền tảng vững chắc để lan tỏa thông tin, tổ chức các hoạt động và phối hợp hành động trong các phong trào biểu tình. Đặc biệt, khả năng kết nối và huy động đông đảo người tham gia là yếu tố then chốt để tạo nên sức mạnh của một phong trào, thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nước. Sinh viên thường được xem là một nhóm xã hội dễ bị tác động bởi các biến đổi kinh tế và chính trị, những thay đổi trong chính sách nhà nước, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, thường tác động trực tiếp đến cuộc sống của họ. Khi cảm thấy rằng các quyền lợi cơ bản của mình bị xâm phạm, sinh viên có xu hướng phản ứng mạnh mẽ hơn, thậm chí là thái quá khi tham gia vào các phong trào để bảo vệ quyền lợi và tương lai của mình. Song tất cả cũng chỉ là bức tranh được các thế lực bên ngoài vẽ ra. Đồng thời, do đặc thù của môi trường học tập, sinh viên có nhiều thời gian và không gian để thảo luận, chia sẻ quan điểm, từ đó dễ dàng hình thành các phong trào có tổ chức.
Thứ tư, sinh viên cũng thường được coi là lực lượng đạo đức của xã hội. Họ được kỳ vọng sẽ là những người mang lại sự đổi mới và tiến bộ cho đất nước. Chính vì vậy, khi sinh viên tham gia vào các phong trào biểu tình, họ không chỉ đại diện cho quyền lợi của mình, mà còn cho tương lai của toàn xã hội. Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng mà thôi. Hình ảnh sinh viên xuống đường biểu tình với tinh thần hòa bình, kêu gọi công bằng và dân chủ, dễ dàng thu hút sự ủng hộ của các tầng lớp khác trong xã hội, từ đó tạo nên một phong trào rộng lớn hơn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đúng với ý đồ mà các thế lực bên ngoài tạo dựng nên. Thứ năm, truyền thông cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì các phong trào cách mạng màu. Sinh viên với khả năng sử dụng công nghệ và mạng xã hội thành thạo thường là những người tạo ra và lan truyền các thông điệp, hình ảnh và video của phong trào nhanh chóng hơn. Truyền thông không chỉ giúp phong trào lan rộng mà còn giúp sinh viên xây dựng hình ảnh của mình như những người đấu tranh cho sự tự do và công bằng, một hình ảnh mà chính họ cũng chẳng hiểu là gì. Tuy nhiên, truyền thông cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi khi những thông tin sai lệch hoặc bị thổi phồng có thể gây ra những hậu quả không lường trước. Thời gian qua, thông tin hình ảnh về biểu tình bạo loạn tại Venezuela, Bangladesh và đặc biệt là Myanmar đã xuất hiện rất nhiều. Đó là cách mà các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội thông qua các nền tảng như Facebook, Telegram, YouTube, TikTok để thực hiện âm mưu lôi kéo thế hệ sinh viên tại các nước thực hiện cách mạng màu. Nói tóm lại, học sinh, sinh viên, thanh niên là nhóm đối tượng dễ bị lợi dụng nhất để tạo nên một cuộc cách mạng màu là do họ có chuyên môn nhưng chưa đủ sự chín chắn, có quyết tâm đổi mới nhưng thiếu nhận thức xã hội. Tại Việt Nam, cách mạng màu vẫn luôn được các thế lực bên ngoài âm thầm thúc đẩy và xây dựng. Nếu không tỉnh táo, chúng ta có thể rất dễ bị rơi vào hoàn cảnh bất lợi trong cuộc chiến không súng đạn này. Và đương nhiên, thế hệ sinh viên thanh niên Việt Nam cũng giống như trên thế giới, thường là nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo và tác động nhất. Chẳng hạn như trường đại học nào đó mà tôi không tiện nhắc tên, dấu hiệu của cách mạng màu đã xuất hiện một cách rất rõ ràng. Theo báo Công an Nhân dân, thời gian qua một số tổ chức phản động thường đội lốt dân chủ, nhân quyền, xã hội dân sự để kêu gọi, cấu kết lực lượng thực hiện ý đồ chống phá đảng và nhà nước. Hành vi của chúng đã gây tác động tiêu cực đến đời sống chính trị, xã hội nước ta, ảnh hưởng đến an ninh và trật tự. Các tổ chức này tìm cách móc nối, tuyển chọn một số thanh niên trong nước, đưa ra nước ngoài đào tạo nhưng thực chất là để tập hợp lực lượng, kích động bạo loạn, biểu tình trong nước, gây dựng các tổ chức chính trị đối lập. Vậy nên, việc quan tâm đến thế hệ thanh niên, sinh viên vẫn luôn là điều được nhà nước ta chú trọng. Theo báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền với sinh viên, thanh niên, trí thức. Đây là lực lượng nòng cốt đông đảo trong các cuộc biểu tình của cách mạng màu trên thế giới đã diễn ra. Vì vậy, các tổ chức chính trị xã hội như Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam để định hướng tư tưởng vững vàng, giáo dục đường lối văn hóa lối sống cho thế hệ trẻ, thu hút họ tham gia hoạt động vì xã hội, cộng đồng, khơi dậy tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn với thế hệ cha anh và lịch sử dân tộc. Rất mong rằng thế hệ sinh viên Việt Nam, những người có sức trẻ, chuyên môn, trình độ, kỹ năng sẽ vững vàng trước sự lôi kéo, cám dỗ của các thế lực bên ngoài. Chúng ta có thể nhận diện được dấu hiệu của một cuộc cách mạng màu, nhưng để ngăn chặn nó sẽ cần một quá trình đấu tranh không hề dễ dàng.